Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt tại là đường Hóc Trâm, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để giới thiệu đến quý cô chú anh chị hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Đấy, thì hai căn này rất là thích hợp cho những cô chú anh chị nào có con cái và đang muốn ra riêng, có thể là sắm một lượt hai căn để cho con em mình có thể ra về đây định cư sinh sống ha. Vì cái bất động sản này nó chỉ cách Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây là 1 km, cách đường Trần Phú khoảng là 2 km. Từ đây quý cô chú anh chị có thể đi ra hướng đường Trần Phú ha. Đấy, và trường tiểu học thì cách đây chỉ có là 500m thôi. Đó, trường cấp 2, cấp 3 cũng có xung quanh đây đầy đủ. Chợ thì nó cách đây cũng chỉ có 1,5 km thôi nha quý cô chú anh chị, rất là gần. Đấy, thì một tí xíu nữa em Hậu sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi xem xung quanh cái bối cảnh ở đây để coi cái lượng dân cư và cơ sở hạ tầng ở đây nó như thế nào ha. Thì đối với cô chú anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bến xe An Sương đi về đây thì nó chỉ có 80 cây số, và Đức Hòa Long An qua đây là nó chỉ có là 65 cây, còn Thủ Dầu Một Bình Dương thì nó cũng chỉ có 75 cây thôi nha quý cô chú anh chị. Thì với một cái hai căn nhà mà mặt tiền á đường nhựa Hóc Trâm là có lộ giới là 30m, kèm theo một cái con đường phía sau nữa có lộ giới 10m nữa, đó rất là lý tưởng. Bất động sản của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều dài á là 34m nha quý cô chú anh chị. Đấy, và kèm theo á là hai mặt tiền đường, một cái con đường là 30m và một con đường 10m, rất là đẹp. Thì bây giờ em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta xem tiếp tục là từng căn nhà ha. Thì cái nền á là đã được chị chủ làm cao hơn cái mặt đường nhựa rất là nhiều rồi. Cái cổng rào của chúng ta sẽ có một cái cổng rào bằng sắt 4 cánh nè. Đấy, phía trên là cũng có đã đổ cho chúng ta rồi. Đấy, ở bên đây thì có hai phân biệt giữa hai cái nhà là một bởi dán gạch nè. Đấy, bên đậm bên lợt. Cửa là cửa sắt 4 cánh, phía dưới là có dán đã lót gạch cho quý cô chú anh chị rồi. Đấy, thì ở đây là cái hộc motor. À, ở đây là chúng ta sử dụng giếng khoan nha quý cô chú anh chị. Thì chị chủ nói là khi mà quý cô chú anh chị nào sở hữu cái căn nhà này thì chị chủ nhà sẽ hỗ trợ là điện nước đầy đủ cho quý cô chú anh chị, đăng ký cho quý anh chị một cái chân điện mới theo tên của anh chị luôn. Đó. Ở đây chúng ta sử dụng có cái cột rất là to. Đây là nhà là tường riêng, móng riêng luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng rào hai bên rất là chắc chắn nè. Những cái len cột rất là to. Đấy, ở đây thì chúng ta có những cái điểm nhấn, những cái đèn đó, những cái phần cột. Đây là cái tường 20 luôn nè. Đấy, bên đây chúng ta sẽ có một cái bức tranh phong thủy. Đó, thịnh vượng rất là đẹp. Trần của chúng ta sẽ có là đây là trần thạch cao, đó, gắn đèn lon. Và ở đây chúng ta sẽ có là gạch thì đã được dán tới phía trên luôn nha quý cô chú anh chị. Cửa là cửa, đây là cửa sắt. Đấy, sơn trắng rất là đẹp. Phía trong nhà ở đây thì trần á, chúng ta cũng sử dụng đây là trần là thạch cao. Đó, có đi đèn lon xung quanh. Và phía trên là lăng bê. Gạch thì đã dán được 1,5 m rồi nè quý cô chú anh chị. Đấy, bên đây có một cái cửa sổ ha, giúp chúng ta lấy nắng lấy sáng ha. Cái đường luồng này của chúng ta nó cũng rất là rộng. Thì đâu đấy đó là nó phải gạch này lót là gạch 60-60. Đường này cũng phải 1,2 m nè quý cô chú anh chị, rất là rộng. Nhà chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ. Thì cái phòng ngủ đầu tiên là cửa nhôm. À, trần cũng là trần lau phong thạch cao. Đấy, dược hợp đi đèn led, gạch thì dán lên 1,5 m hết rồi. Đấy, ngay chỗ này nó có một cái cửa sổ thôi cô chú anh chị. Nhà của chúng ta tất cả đều là sử dụng là trần thạch cao hết luôn nha quý anh chị, cô chú anh chị. Đấy, ở đây thì chúng ta có một cái căn phòng thứ hai.
thì nó cũng giống như cái căn phòng đầu tiên của chúng ta, cũng là trần thạch cao nè, gạch thì dán lên là 1,5 m, cửa là cửa nhôm cho chúng ta ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến tới, đây là cái không gian phòng bếp đó. Phòng phía sau này rất là rộng đấy. Ở đây quý cô chú anh chị nào, chúng ta cũng thể là để bàn ăn nè, đó, rất là rộng, tủ chén. Còn bên đây là cái không gian bếp nè, ngay chỗ này nó có một cái vách ngăn lên phía trước, nó giúp chúng ta nấu nướng nó kín đáo hơn. Thì ở đây có một cái cửa sổ cho quý cô chú anh chị ha. Đây, đây là cái khu vực bồn rửa chén, rửa rau. Bên đây thì cũng đã có cái chỗ chúng ta để cái máy giặt nè. Đó, quý cô chú thấy cái không gian này rộng không ạ? Đây, thì cái căn nhà này, nhà tắm và toilet sẽ được thiết kế ở phía ngoài của cái căn nhà. Chúng ta sẽ có một cái cửa ở đây rất là rộng. Này, còn đây là cái không gian nhà tắm và toilet của chúng ta ha. Thì đầu tiên bên đây là cái không gian toilet rất là rộng rãi, gốm sứ cao cấp. Đó, cửa là cửa nhôm cho quý cô chú anh chị nè. Đó, phía trên là trần thạch cao ha. Ở đây nó sẽ có một cái bồn rửa chén nè. Đó, có một cái tấm gương. Đấy. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ có là một cái nhà tắm, cũng có dán gạch lên tới trên 1,5 m, trần thạch cao và có ống nước đầy đủ cho quý cô chú anh chị. Bên đây chúng ta sẽ có một cái sàn nước để cho quý cô chú anh chị nào nhiều khi chúng ta không thích rửa trong kia thì có thể chén bát nhiều thì rửa ngoài đây, đám tiệc cũng ok ha. Đấy, phía sau chúng ta sẽ có một cái sân nắng ở phía sau rất là rộng, kèm theo là một cái cửa sau. Thì cái con đường phía sau này là con đường 10 m, nên chị chủ cũng đã có gắn một cái cửa to để cho quý cô chú anh chị nào có xe hơi chúng ta đi về ha. Đó. Thì đường này hiện tại nó đang là đường đất. Đấy. Thì sắp tới thì nó cũng sẽ được lên nhựa thôi nha quý cô chú anh chị. Đấy. Thì từ phía sau quý cô chú anh chị cũng có thể là thấy là hai cái bồn nước nè, cổng rào nè, nền nè. Đó, chị chủ thiết kế rất là đẹp, rất là cao ráo, chắc chắn nha quý cô chú anh chị ha. Đấy. Mỗi căn nhà thì sẽ có là phía sau là cửa sắt hai cánh rất là to. Khu này quý cô chú anh chị nào có xe hơi về chúng ta để được luôn, một chiếc để phía trước, một chiếc để phía sau là vẫn ok luôn nha. Tại vì cái đường này là đường 10 m, thì sắp tới mai mốt mà được lên nhựa nữa là tuyệt vời luôn. Đấy. Thì đường này quý cô chú anh chị sẽ đi thẳng ra là nó sẽ đi ra đường Ngô Quyền á. Thì cái đường này nó là đường 34 Ngô Quyền nha quý cô chú anh chị. Đấy. Thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta tiến lên phía trước để xem lại cái ngôi nhà. Và sau đó em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái căn nhà thứ hai. Đó, nó được thiết kế như thế nào. Thì sau đó em Hậu sẽ đưa cái cuốn sổ cho quý cô chú anh chị xem ha. Và cái mức giá mà chị chủ nhà mong muốn bán. Này, xin mời quý cô chú anh chị chúng ta theo chân. Bây giờ chúng ta tiến qua xem cái ngôi nhà thứ hai nó có cái thiết kế được cái màu như thế nào nha. Thì trước mắt á, là cái cột của chúng ta thì nó sẽ có cái màu này là màu hơi màu đỏ đỏ. Đấy. Cửa cũng là cửa sắt 4 cánh, rất là rộng. Quý cô chú anh chị nào mà có xe hơi là để view vô tư luôn nha. Đó.
rất là rộng. Rất rộng, rất to. Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ để thoải mái luôn. Thì cái điểm nhấn là cái nhà bên kia nó màu xanh, còn cái nhà bên đây thì nó hơi là gọi là màu màu đỏ đô quá quý cô chú anh chị. Đấy. Cây cột là chà bá luôn, chà bá bự luôn. Đó. Các điểm nhấn của ngôi nhà này thì nó sẽ là màu đỏ đô, kèm theo là một bức tranh. Đấy, mai vàng, vàng đồ rất là nhiều để tặng đến quý cô chú anh chị ha. Thì ngôi nhà này thì em Hậu cũng sẽ giới thiệu qua là nó cũng là sử dụng là trần thạch cao ha. Cửa vẫn là cửa bốn cánh sơn cho quý cô chú anh chị ha. Này, gạch thì dán cũng là lên 1,5 m rồi. Thì do là nhà này chị chủ mới hoàn thiện, chưa có rửa ráy sạch sẽ, chưa có dọn dẹp, thì quý cô chú anh chị nào mà khi chúng ta cứ xem thì ok được thì chị chủ sẽ tổng vệ sinh cái nhà rồi đi đăng ký điện rồi cho chúng ta. Đấy. Nói chung là mọi thứ quý cô chú anh chị chỉ cần dọn vào và ở thôi. Đấy, còn mọi vấn đề còn lại thì để cho chị chủ nhà chị hỗ trợ chúng ta ha. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ đầu tiên của chúng ta ở trên đây nó cũng lau phong thạch cao, rồi có thêm cái lam kiến lấy sáng nha quý cô chú anh chị. Đấy, cửa cũng là cửa nhôm ha. Đường luồn chúng ta rất là rộng. Đấy. Ở đây là có cái căn phòng thứ hai nè. À, tất cả các đường chỉ của cái căn nhà này á là nó đều là màu đỏ đô hết. Ngay này chúng ta có một cái vách ngăn, một cái lam để tách biệt giữa không gian phòng khách và phòng bếp. Thì bếp rất là rộng rãi, phía dưới thì cũng đã có cái tủ nhôm để chúng ta để đồ nó kín đáo hơn. Đấy. Hệ thống để nước ra nước vô của máy giặt cũng đã có cho quý cô chú anh chị rồi ha. Ổ điện đầy đủ. Này. Bồn là inox 304 nha quý cô chú anh chị. Thì căn này nó cũng giống như căn bên kia đó, nó phòng cũng sử dụng gốm sứ cao cấp nè. Đấy, gạch thì dán lên trên. Trần là trần thạch cao. Cho quý cô chú anh chị ha. Cái màu nó rất là sáng luôn á quý cô chú anh chị. Cái sàn nước thì nó cũng là hình như là cái gạch này là bên kia là màu xanh và bên đây là cũng là màu đỏ đô với màu đen luôn á quý cô chú anh chị. Đấy, nó có hai điểm nhấn của hai căn ha. Đây là cái khu vực phía sau. Ở đây quý cô chú anh chị nào cũng có thể để xe hơi được nè. Trồng rau, phơi đồ. Đó, rất là rộng. Ở đây mà để một chiếc 7 chỗ vô là nguyên gia đình mình đi thoải mái luôn, rộng rãi. Đấy. Bồn nước ở đây chị chủ gắn cái bồn nào bồn nấy, bự cho bá luôn. Bồn này là 1000 lít, quý anh chị xài là bơm một lần là xài 2-3 ngày luôn. Thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta xem lại toàn bộ cái ngôi nhà này. Và em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất ha. Xin mời quý cô chú anh chị. Sau đây em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất của hai cái căn nhà này nha. Thì ở đây chúng ta đã có hai cái chích lục của cái căn nhà, là có chiều ngang là 4 m nè, chiều dài là 33 m, bên một cạnh là 32 m. Đây, căn đầu tiên của chúng ta là sẽ có là 34 m chiều dài, một cạnh là 33, ngang 4. Đó, lộ giới phía trước cái đường nhựa trước là 30 m, là cái đường này là cái đường hốc trăm, là cái đường trước nhà ấy, quý cô chú anh chị. Phía sau chúng ta sẽ có một cái con đường đất 10 m nữa nè. Đó. Đây, đất của chúng ta thuộc là ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nè. Và đây là cái căn là nếu mà quý vị nhìn vào nó nằm bên tay phải ha. Và tiếp theo là cái căn bên tay trái á, là có chiều ngang cũng 4, dài ở sau cũng 4 nè. Chiều dài là một cạnh 33, một cạnh 32 nè.
Đó, lỗ ở trước cũng là 30 và phía sau cũng là 10 mét nè. Đấy. Thì vừa rồi quý cô chú anh chị mình cũng đã xem qua cái sổ đất và cũng toàn thể ngôi nhà. Thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị cái mức giá mà chị chủ nhà mong muốn bán á, là 1 tỷ 250 triệu. Thì với mức giá 1 tỷ 250 triệu thì quý cô chú anh chị có thể sở hữu được một căn nhà nằm tại mặt tiền đường nhựa, có lộ giới là 30 mét và một cái con đường phía sau nữa có lộ giới là 10 mét, là chúng ta sẽ có hai con đường phía trước và phía sau với diện tích ngang là 4 mét, dài 34 mét. Đó. Thì nhà của chúng ta là quay về hướng đông nha quý cô chú anh chị. Đấy. Nhà chúng ta là quay về hướng đông. Và từ đây tới chợ Long Hải nó chỉ có khoảng 1,5 km. Trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 xung quanh đây đầy đủ. Đấy, lượng xe cộ đi ngang đây rất là đông. Và được nối liền giữa đường Trần Phú và đường Ngô Quyền. Thì quý cô chú anh chị mình có thể ở và buôn bán rất là thoải mái. Đấy, và quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc số điện thoại là 0961 555 455. Thì để có thể là được em Hậu sẽ hỗ trợ quý cô chú anh chị chúng ta xem chi tiết cái ngôi nhà này nha quý cô chú anh chị. Và đừng quên hãy cho em Hậu một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Thì thông qua đó thì bạn bè quý cô chú anh chị ở gần xa cũng có thể xem được và biết được những cái bất động sản này. Thì đâu đó bạn bè quý anh chị đang có nhu cầu. Và thông qua những cái chia sẻ của quý anh chị thì bạn bè anh chị có thể biết đến và tìm mua những cái căn nhà ưng ý. Thì kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu ký gửi bất động sản và muốn tìm bất động sản tại tỉnh Tây Ninh thì có thể liên hệ đến kênh Bán Nhà Đất Tây Ninh thì theo số điện thoại là 0839 666 736 để được kênh Bán Nhà Đất Tây Ninh cũng như em Hậu hỗ trợ quý cô chú anh chị một cách nhiệt tình nha. Và em Hậu xin nhắc lại, với 1 tỷ 250 triệu là quý cô chú anh chị có thể sở hữu được một cái căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong, có diện tích ngang 4 m, dài 34 m, nó mặt tiền đường 30 m lộ nhựa và một cái con đường 10 m phía sau. Đấy, rất là thuận tiện đi lại. Thì sau đây em Hậu sẽ đi một vòng xung quanh cái khu vực này để cho quý cô chú anh chị hình dung được cái lượng dân cư khu vực này như thế nào nha. Xin mời quý cô chú anh chị theo chân em. Em Hậu xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu, chúng ta sẽ đi tới chợ Long Hải luôn ha. Đây, bất động sản chúng ta ra mà đi về hướng đường Ngô Quyền. Đấy. Khu vực đây thì quý cô chú anh chị thấy đó, lượng dân cư rất là đông, nhà san sát nhau luôn ha. À. Quý cô chú anh chị thấy đó, là cái đường này, nhà cửa, mọi thứ thì nó đều san sát nhau. Thì chạy một tí nữa là chúng ta sẽ có một cái trường tiểu học. Đấy. Thì quý cô chú anh chị nào có con cái thì chúng ta đi mà học tiểu học thì rất là gần ha. Trường cấp 2 rồi, cấp 3 cũng rất là gần. Chợ thì sát bên luôn. Thì hầu như là 80% những con đường ở bên xã Sơn Tây này thì cũng đã được thảm nhựa rồi. Thì rất là thuận tiện để quý cô chú anh chị đi lại ha. Thì quý cô chú anh chị nào mà ở thành phố, khi đi quốc lộ 22 về thì chúng ta sẽ tới đường Trần Phú. Đó, thì chúng ta có thể quẹo vào đường Trần Phú và đi về đường Hóc Trâm để đến cái vị trí bất động sản mà em Hậu giới thiệu á. Đấy. Phía trước của chúng ta là trường tiểu học Trường Tây. Đấy. Và quý cô chú anh chị đi tí xíu nữa là chúng ta sẽ ra đường Ngô Quyền. Đấy. Thì chợ Long Hải, Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây hay là trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh nó cũng nằm ở đó. Đây.
Đây là trường tiểu học trường Tây B nè quý cô chú anh chị. Đầu đường này chúng ta cũng có một cái quán cà phê. Vật liệu xây dựng qua Nhật Lâm luôn nha quý cô chú anh chị. Thì đây là đường Ngô Quyền nè quý cô chú anh chị. Thì bên tay phải em Hậu đây là Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây đây à. Đó. Thì về các thủ tục hành chính pháp lý thì chúng ta có thể ra Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây ha, sát bên cái nhà của chúng ta luôn. Thì khi chúng ta đi thẳng cái con đường này một tí nữa là sẽ đến là chợ Long Hải nè, trường Nguyễn Chí Thanh nè. Đó là trường cấp 3 của thị xã Hòa Thành luôn á quý cô chú anh chị. Thì cái trên cái cung đường này á là quý cô chú anh chị thấy những cái hẻm nhánh đồ á là cũng đã được thảm nhựa xong hết rồi, rất là nhiều những con đường đã được thảm nhựa. Quán cà phê thì cũng rất là nhiều ha, lượng người đi trên cái con đường này rất là đông. Chúng ta chỉ cần đi khoảng chừng vài trăm mét nữa là đến trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh cũng như là chợ Long Hải. Đấy, khu vực này bách hóa xanh rồi đầy đủ luôn nha quý cô chú anh chị. Phía trước á, nếu mà quý cô chú anh chị quẹo phải á là chúng ta sẽ đi ra là đường Bầu Hết. Đó, nó liền ra đường Nguyễn Văn Linh. Đấy, và còn này chúng ta đi tới xa xa rồi quý cô chú anh chị đã thấy được cái chợ Long Hải luôn rồi. Đó là bán hoạt động là từ 5-6 giờ sáng cho tới 5-6 giờ chiều nha quý cô chú anh chị. Thì ở bên tay trái em Hậu đây á, là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Đấy là ngôi trường cấp 3 của rất là nhiều anh cô chú anh chị nào tự học ở Hòa Thành từ xưa tới giờ. Đấy. Thì đây cũng là cái con đường để vào điện lực thị xã Hòa Thành. Thì khi mà chúng ta đăng ký điện là sẽ đăng ký ở trong đó luôn nha quý cô chú anh chị. Đấy. Và phía trước chúng ta sẽ là chợ Long Hải nè. Đấy. Và có bách hóa xanh đầy đủ luôn nha quý cô chú anh chị. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.